ghi xong đề bài xong mình để ghi này. À, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chiến lược lùa bò vào chuồng. Một cái chiến lược có lẽ chúng ta cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng mà mình cũng xin phép là được nhắc lại. Có thể một số thầy cô đây cũng chưa biết, một số thì đã biết rồi. Bài toán. Chúng ta sẽ có một cái bài toán như sau. Có n con bò. Mã giống của mỗi con. Là A1, A2 cho đến AN. Trong đó chúng ta có thể hiểu là ví dụ như mã giống là 0 thì tức là bò thường, mã giống là bò là 1 thì là bò sữa, ví dụ thế, bò lai rồi là bò tót, vân vân. Đấy, chúng ta có thể hiểu như thế, mỗi một cái mã giống này là một giống bò. Các cái con bò ấy thì rất là hung hãn. Các cái giống bò thì rất hung hãn. Đấy. Chúng nếu như hai con bò khác giống bị nhốt chung vào một chuồng thì chúng sẽ hút nhau. Yêu cầu. Đó là sử dụng bao nhiêu chuồng bò để nhốt. Mỗi chuồng bao nhiêu con? Để chúng không xảy ra xung đột. Đó. Để chúng không xảy ra xung đột. Ví dụ như này, input nhé, chúng ta sẽ có khoảng 10 con bò. Các con bò có mã giống là 1, 0, âm 1, 2, 7, 7, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, âm 1 và 2. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có output là chúng ta sẽ có là cái mã giống âm 1 đấy thì sẽ có hai con được nhốt chung vào một chuồng. Cái mã giống là 0 ấy thì sẽ có chỉ có một con được nhốt vào chuồng. Mã giống là 1 cũng thế. Mã giống là 2 thì có ba con được nhốt vào một chuồng, và mã giống là 7 thì ba con được nhốt một chuồng. Đấy, như vậy là những cái con mà cùng mã giống ấy, nó sẽ được nhốt chung vào một chuồng với nhau. Đúng không? Để không mà xảy ra có thể xung đột giữa các con bò thì chúng ta phải nhốt những cái con mà cùng một mã giống vào chung một chuồng. Rồi, cái phần này, bài này có lẽ là chúng ta sẽ nói luôn cái hướng giải. Trước khi nói về hướng giải ấy, thì chúng ta cùng trao đổi một chút về cái phần giới hạn dữ liệu. Chúng ta sẽ thấy cái bài này nhé.
trong cái bài này ấy, người ta sẽ có, nếu các thầy cô sẽ nhìn thấy có một số các cái sắp như này, ví dụ như là phần 30-40% số test chẳng hạn, n nhỏ hơn hoặc bằng 100 đấy, rồi là 30% số test n nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 5 và AI có trị tuyệt đối nhỏ bằng 10 mũ 6 và 30% số test n nhỏ bằng 10 mũ 5 và AI nhỏ bằng 10 mũ 9. Đấy. À, chúng ta nếu mà những ai đã từng dạy học sinh giỏi thì chúng ta sẽ có thấy là xem các đề thi sinh giỏi bao giờ có một số bài là người ta chia phần trăm ra số điểm như này. Tức là ví dụ như là 7 điểm thì nếu làm được phần này thì các thầy cô sẽ được là 2,4 điểm. Nếu cả cái bài này được 7 điểm nhé thì sẽ là bạn làm phần này được 2,8. Còn nếu làm được phần này nữa thì thêm được là 2,1. Làm được thêm phần này nữa thì sẽ được là 2,1 nữa. Đấy. Về phần hướng giải. Rồi. À, chúng ta sẽ nói về cái cách giải của chúng ta ấy. Nó một cái chiến lược gọi là chiến lược lùa bò vào chuồng. À, chúng ta sẽ nói về cách giải cho hai cái sắp này. Còn cách giải này chúng ta sẽ nói sau. Tại sao tôi phải nói trình bày riêng cái cách này mà cách này chưa thể trình bày ngay được thì chúng ta sẽ nói sau nhé. Ở trong hai cái sắp này, đây chúng ta cũng coi như đây là AI nhỏ bằng 10 mũ 6. Trị tuyệt đối của nó. Chúng ta sẽ nói tiếp, chúng ta sẽ nhận thấy ngay là AI do AI nhỏ 10 mũ 6 nên suy ra chúng ta sẽ phải sử dụng tối đa là bao nhiêu chuồng? Đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta sử dụng tối đa bao nhiêu chuồng? Như vậy AI mà nhỏ 10 mũ 6 tức là gì? Âm trị tuyệt đối ấy, thì nó tức là nó phải từ âm 10 mũ 6 cho đến dương 10 mũ 6. Thế có nghĩa là các con bò chúng ta sẽ có thể có mã giống là âm 10 mũ 6, âm 10 mũ 6 trừ 1, 10 mũ 6 cộng 1 vân vân, đúng không? Cho đến dương 10 mũ 6. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng cái chuồng bò từ âm 10 mũ 6 cho đến dương 10 mũ 6 cái chuồng. Đấy. Ta gọi là C. Cái chuồng này là gọi là C. Đấy là tối đa bao nhiêu chuồng, tức là tối đa chúng ta sẽ mất là 2 nhân với cả 10 mũ 6 chuồng. Chúng ta phải chuẩn bị những cái điều này, chuẩn bị chứ. Số chuồng này này. Đấy. Thế tại mỗi chuồng thì chúng ta sẽ hình dung là chúng ta có treo một cái biển. Treo một cái biển. Đấy. Là âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Chúng ta treo cái biển. Cái biển bên ngoài này treo để thể hiện là cái chuồng này ấy, nó sẽ chuẩn bị nhốt cái con bò mà có cái mã giống nó trùng với cả cái mã giống ở trên biển, để cho con bò nó không bị đi nhầm sang chuồng khác. Tức là nó nhìn vào cái chuồng đó thì nó biết là nó phải nhốt, nó phải đi vào cái chuồng này để nó không xảy ra xô xát, thì nó phải đi vào đúng cái chuồng của nó. Ví dụ con bò có mã giống là 2 thì nó phải đi vào chuồng có cái biển treo là 2. Đấy. Khi mà chúng ta chuẩn bị chuồng đây rồi ấy, thì chúng ta sẽ xét qua tất cả con bò. Xét con bò thứ y. Con bò thứ y này là từ 1 cho đến n nhé. Tức là con bò này thì có mã giống là AI. Đấy. Như vậy con bò có mã giống là AI thì sẽ được nhốt
vào cái chuồng có cái biển ghi ở trên ấy, biển treo là AI đúng không? Mã giống này thì phải nhốt vào cái chuồng tương ứng với nó, một cái biển này. Tức là lúc đó thì chúng ta sẽ có là C của AI sẽ được tăng thêm một đơn vị. Sẽ tăng thêm một đơn vị. Đấy. Đây, chúng ta có thể lấy ví dụ. Ví dụ này. Nhá, chúng ta lấy ví dụ ở trong cái ví dụ đề bài 1 này, 0 này, 01 này, 2 7 7 2 này. 1 2 3 4 5 6 7. -1 1 7. Bây giờ chúng ta gặp con bò đầu tiên, chúng ta gặp con bò này. Con bò này có mã giống là 1. Lúc này AI là 1, đúng không? AI là 1. Thì chúng ta sẽ phải nhốt vào cái chuồng có một con bò. Như vậy số chuồng, một số bò trong này lúc này sẽ tăng lên là 1. Đấy. Rồi là AI bằng 0 thì sẽ nhốt vào đây. Chúng ta sẽ nhốt nó vào đây. Số bò là 1. AI là âm 1. Chúng ta sẽ nhốt vào đây. Bò là 1. AI là 2. Chúng ta sẽ nhốt vào đây. Ở 1. AI là 7. Chúng ta sẽ nhốt vào đây. 1. 7 tiếp. Nhốt tiếp vào đây. Thì lúc này tăng lên thành 2. Đấy. 2. Nhốt vào đây. Tăng lên thành 2 đúng không? Âm 1 nhốt sang đây là 2 con. Dương 1 nhốt vào đây thành 2. Dương 7 nhốt vào đây thành 3. Đấy. Đúng không? Đấy. Thì xét khi chúng ta xét các con bò chúng ta nhốt vào nó sẽ ra như này. À, sau đó thì chúng ta chỉ việc lúc chúng ta đưa kết quả ra ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đi từ đầu cái chuồng đầu tiên này, chuồng này chúng ta đi hết qua tất cả các chuồng, tức là đi qua hết các chuồng đầu đến cuối, và chúng ta xem cái chuồng nào ấy mà nó có số lượng bò lớn hơn không thì chúng ta sẽ đưa cái chuồng nó ra, đưa kết quả ở cái chuồng nó ra. Đấy. Còn tất cả những cái chuồng này đã bằng không thì chúng ta không xét, không đưa ra. Đấy, đây là những chuồng mà có kết quả bằng không thì chúng ta sẽ không đưa ra nữa, và chúng ta chỉ đưa ra những cái chuồng mà lớn hơn không. Được chưa? Đấy. À, chúng ta hình dung không nhỉ? Ai mà chưa hiểu thì các thầy cô có thể hỏi ngay nhé, hỏi lại luôn. Thế đấy là cái cách ý tưởng về cái chiến lược lùa bò vào chuồng. Thế còn cái cách mà chúng ta code thì chúng ta sẽ code như thế nào? Dẫn code. Để hướng dẫn code thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng một cái mảng C. Mảng C. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy ngay cái mảng C này là chúng ta có cái chỉ số từ âm 10 mũ 6 cho đến dương 10 mũ 6. Điều này là không khả thi khi mà chúng ta sử dụng trong C cộng cộng. Trong trường hợp Python có thể sử dụng nhưng cũng có thể bị sai, nếu Python chúng ta dùng có thể bị sai. Nên là chúng ta coi như là chúng ta không dùng đến chỉ số âm. Thế làm thế nào để chúng ta có thể tránh được cái chỉ số âm này? Đấy. Làm sao chúng ta có thể tránh được cái chỉ số âm này? Thì bây giờ chúng ta hãy quan sát một chút. Chúng ta có âm 10 mũ 6 nhỏ hơn bằng AI. Nhóm 10 mũ 6. Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng vế vào đây mỗi một giá trị là 10 mũ 6 lên. Để tránh cái số âm thì chúng ta sẽ cộng 10 mũ 6.
chúng ta sẽ được là AI cộng 10 mũ 6. Đấy. Nó sẽ ra như này. Như vậy thì khi đó ấy, cái mảng C của tôi sẽ khai báo nó trong phạm vi từ 0 cho đến dương 20 mũ 6. Đấy. Nó sẽ khai báo nó trong phạm vi này. Và mỗi lần thì chúng ta dắt bò vào chuồng ấy thì chúng ta không chỉ dắt cái AI này mà chúng ta cần phải cộng thêm cái 10 mũ 6 này vào để chúng ta nhốt vào trong chuồng. Tức là lúc này chúng ta duyệt đấy, chúng ta thay vì chúng ta viết là C của AI cộng 1 cộng bằng 1 này thì nó là C của AI cộng với cả 10 mũ 6. Chúng ta nhớ nhé. Để chúng ta mới tránh được số âm. Còn nếu chúng ta để AI này ấy, thì AI nếu trường hợp AI bằng âm 1 thì nó sẽ báo lỗi bị tràn ra ngoài bộ nhớ, tràn mạng. Chúng ta hiểu ý nghĩa nó là tràn mạng. Đấy, để chúng ta để nguyên AI. Thì cách chúng ta code, chúng ta sẽ code như này. Đấy. Rồi, bây giờ tôi có thể hướng dẫn cho thầy cô code qua. Thầy cô có thể nhìn cái cách làm bài này như sau. Rồi bò nhé, bên bò à, chúng ta chú ý là tất cả các bài ở đây mình sẽ đều sử dụng kiểu tẹp để giải nhé, mình đều dùng kiểu tẹp hết. Khi học sinh giỏi của chúng ta đa số là chúng ta phải dùng tẹp. Chúng ta sẽ định nghĩa một số n bằng 10 mũ 6. Chúng ta chú ý rằng là khi khai báo mảng, chúng ta khai báo mảng. Khi chúng ta khai báo mảng thì chúng ta nên khai báo thừa, không phải khai báo thừa nhé, chúng ta nhớ chúng ta phải khai báo thừa ra một tí. Nếu không khai báo thừa ấy, đôi khi chúng ta sẽ bị tràn mảng khi cái chỉ số của chúng ta nó vượt quá 4.6 thì nó có thể bị tràn mảng mà chúng ta không kiểm soát được, chúng ta không biết là lỗi sai ở đâu, nút chấm then miết hay là chấm đâu, chúng ta không được điểm tối đa đấy. Nên là khai báo chúng ta nên khai báo thừa. Khai báo thừa thực ra thì nó không ảnh hưởng gì đến bộ nhớ của chúng ta cả, vì nó chỉ có thừa ra một hai phần tử thôi, nó không ảnh hưởng gì đến bộ nhớ. Free open này, đùa bò. Đầu tiên là chúng ta cứ đọc dữ liệu và đồ vào. Sau đó thì chúng ta bắt đầu lùa nó vào trong chuồng. Chúng ta đọc qua, xét qua tất cả các con bò. Và chúng ta lùa nó vào trong chuồng. N chúng ta là 10 mũ 6. Đấy, chúng ta có thể cộng cộng. Xong rồi. Bây giờ chúng ta đã lùa bò được vào trong chuồng xong rồi, bây giờ chúng ta là in kết quả nó ra thôi. Chúng ta sẽ đi từ đầu chuồng bò cho đến cuối chuồng. Lúc này đầu chuồng bò chúng ta là từ 0 cho đến 2 nhân 10 mũ 6 chứ không phải là từ âm 10 mũ 6 đến dương 10 mũ 6 nữa. Thì for int y bằng 0, y nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân với n y cộng cộng.
Đấy. Và chúng ta kiểm tra nếu như mà C của Y lớn hơn 0, tức là trong cái chuồng thứ Y này, cái chuồng có mã giống là Y này, mà lớn 0 thì có nghĩa là có bò bên trong. Chúng ta sẽ in ra cái mã giống của nó, nhưng mà chúng ta nhớ là lúc này ấy, cái mã giống của nó phải trừ đi n nhé. Chúng ta phải trừ đi n, bởi vì là trước là ở trên này là chúng ta đã cộng thêm n rồi, thì bây giờ chúng ta phải trả lại giá trị cũ cho nó là trừ đi n. Còn số bò bên trong này thì chúng ta sẽ là CI. Chúng ta cho xuống dòng. Trong những đoạn code này các bạn và các thầy cô không hiểu cái chỗ đoạn nào thì chúng ta có thể hỏi luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Mình hướng dẫn code bằng C của cộng trước, sau đó sẽ hướng dẫn code bằng Python. Chúng ta có 10 con bò chẳng hạn. 1, 0, âm 1, 2, 7, 7, 2, âm 1, 1, 7, 2, 4, 6, 8, 10. Ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ thấy ngay là âm 1 thì bằng 2, đúng không? Âm 1 thì có 2. Này. Âm 1 có 2. Thì chúng ta có thể copy đây. Cái đoạn này sang đây để chúng ta sẽ dễ quan sát. 0 thì có 1 này, đúng không? 0 thì xuất hiện có 1 thôi. 1 thì xuất hiện 2. 2 thì xuất hiện 2. 7 thì là 3. Ok chưa? Đấy. Được chưa nhỉ? Cái này cô? À, chúng ta đến đây có vấn đề gì không? Nếu ai không hiểu chỗ nào thì cô hỏi ngay nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bên code của Python. Ở đây có nhiều thầy cô dùng Python không? Hôm trước mình đã hỏi một lần rồi nhưng mà mình không nhớ lắm. Mình thì mình dùng Win. Không biết là ở đây các thầy cô dùng Python thì dùng phần mềm gì để code? Thầy cô dùng phần mềm gì để code đấy ạ? Dùng Tony à? Dùng Tony thì có một cái ưu điểm là nó nhẹ. Nó nhẹ. Nhẹ hơn cái dùng Win này. Dùng Win này. Đấy. VS Code cũng được. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó đó là cái dùng Win ấy, nó có những cái điểm nhược điểm là nó không có những cái cái code bằng C cộng cộng thì mình sẽ gửi thầy cô đi nhá, thầy cô có thể tham khảo đây. Đấy. Mình đã sử dụng cả PyScripter, cả Tony và dùng Win thì mình thấy là dùng Win là hay nhất. Bởi vì dùng Win nó có những cái lời gợi ý cho các cái hàm. Tony không có. Tony không có. PyScripter thì có gợi ý cho các hàm nhưng PyScripter lại dùng dùng cái kiểu dữ liệu đọc trên tẹp không hay. Và tất cả những cái đó đều được khắc phục bởi Win. Đấy. Đấy, các thầy cô có thể xem cái cách code mình dùng Win này. Đầu tiên là import và cái thư viện system. Thư viện này dùng để điều khiển dữ liệu đọc và ghi dữ liệu ở trên tẹp. Đây là mở mở tẹp để đọc dữ liệu. Ví dụ đây là đùa bò.inp. Một cái tham số error đây có nghĩa là chúng ta mở để đọc dữ liệu. Cái tham số error này chính là read, tức là cái từ viết tắt của từ read. Đấy. Để thứ nhất chúng ta hiểu nó là đọc. Sys.stdout bằng open. Còn dùng VS Code thì không rõ lắm như nào. Bởi vì VS Code thì một bạn nào đang dùng VS Code thì sẽ hơi bị thiệt một chút nhé. Vì các bạn lúc đi thi người ta sẽ không cài cái VS Code cho các bạn code đâu. Đấy. Đây là mở tệp để ghi.
Y với cái này chính là Y. Nên bạn nào đang dùng VS Code ấy, các bạn phải lưu ý Visual Code, Visual Studio Code đúng không? Thì các bạn phải lưu ý điều đó là vì cái nơi mà các bạn đi thi sinh giỏi ấy, hay là người ta sẽ không cài cái đó cho các bạn đâu. Nên các bạn không có cái đó các bạn là không cài được bài. Đấy là cái điều mà các bạn phải lưu ý. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc N bằng T input. A bằng list map int input split. Sau đó thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta khai báo bảng C bằng 0 nhân với cả N cộng với thực ra là 10 mũ 6. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thằng số N 10 mũ 6 trên này. For chúng ta sẽ có c của x cộng với n. Như vậy là chúng ta đã đổ màu vào trường xong rồi. Bây giờ chúng ta in ra thôi. For in bắt đầu từ 0 cho đến n 2 nhân 16. Quên mất chân này là 2 nhân 16. Nếu như mà CI lớn không thì chúng ta sẽ print ra I trừ đi N. Vào cái code này một tí cho mọi người dễ nhìn nhé. Dữ liệu chúng ta đọc bằng nó sẽ như này. Xóa cái này đi. Để chạy thử. Đấy, kết quả chúng ta xem. Đúng chưa? Đúng, kết quả. Khớp với cái kết quả mà chúng ta đang mong muốn. Mình sẽ gửi ở lại cho một người xem cái code này. Đúng không? Còn gì không? Có hỏi gì không? Thế thì giải thích rõ lại cái chỗ đó bằng là for i bằng 1 bé bằng n mà c của ai i cộng n cũng cộng lên á, tăng tăng biến lên Sẽ cũng cộng đây à? á. Dạ. Đây gì? Đúng À, đây chính là nhốt con bò thứ y, con bò có mã giống là AI vào trong cái chuồng, chuồng có treo biển là AI. Đây, thì chỗ này mình đã giải thích chỗ này nhé. Đây này, tức là con bò có mã giống là AI nhé, AI nhé, thì sẽ được nhốt vào cái chuồng, chuồng có cái biển, biển là AI. Đấy. Thế để nhốt vào cái biển là AI thì chúng ta sẽ vì cái mảng C này cái treo biển bên ngoài là cái AI, ví dụ đây cái mảng cái giá trị đây là AI này, cái AI lúc này nó sẽ trở thành chỉ số của cái mảng C, mà hiểu không, nó trở thành chỉ số của mảng C nên là mình mới có là C của
của y. Vì khi chúng ta nhốt vào thì có phải là giá trị của cái chỗ này nó sẽ được tăng thêm một đơn vị không? đúng Thì có phải là cái cộng cộng nó chính là tăng thêm một đơn vị đấy. Thay vì mình viết như thế thì mình viết cộng cộng cũng như là tăng. rồi cộng một rồi. Ừ. Nó chính là bản chất nó chính là cộng thêm một đơn vị lên. Ở đây cái chỗ này rồi nè. Đấy. Còn cái n này cộng n thêm này chúng ta tránh cái số âm thôi. Mục đích là chúng ta tránh số âm. Vâng, tránh từ không âm 10^16 đến 0. Đúng rồi, nó chỉ được bây giờ chúng ta chỉ từ 0 cho đến 2 nhân 10 mũ 6. Ok nhỉ? Đấy. Thầy ơi, Và cho tôi hỏi là bên Python á, mình dùng cái hàm khao đối với cái bài này được không thầy? dùng hàm khao à? Hàm Đúng khao rồi. cũng được nhưng mà nó sẽ chạy chậm đấy. Dạ, tôi cảm Ừ. ơn thầy. Nó sẽ chạy chậm. Có nghĩa là thầy phải đi duyệt qua hết từng từng phần tử này. Đúng rồi. Sau đó nó với phần tử này thì lại phải đếm xem là trong cái list đấy nó có bao nhiêu phần tử, thì trong cái list đó nó lại phải đi duyệt, nó đếm lại một lần nữa, nó xem có bao nhiêu số 1, tức là nó lại đi đọc từ đầu đến cuối xem có bao nhiêu số 1. Như vậy thì vừa phải duyệt này một lần, sau lại vừa phải duyệt cả cái dãy này một lần nữa, như vậy là số lần duyệt của thầy nó sẽ tăng lên là độ phức tạp nó là ON bình phương ấy. Và nó sẽ chạy rất là chậm. Ừ. Cảm ơn thầy ạ. Thầy dùng cái hàm nó sẽ bị chạy chậm. Cái hàm Thế cao là chị đúng. ơi, thế chị hỏi chung cái chỗ Python đấy, thì cái chỗ C bằng 0 nhân với 2n, 2 nhân n cộng 2 thì giải thích lại hội. Thế chưa biết cái hàm này à? Chưa biết cái cách viết này à? Vâng. Cái này nhá, nếu mà tôi mà viết như này. Không nhân với cả 10 ấy, thì nó sẽ tạo ra cái mảng C gồm cái list C ấy. Gồm có toàn bộ nó sẽ có 10 số 0. Hiểu không? Đấy. Nó sẽ có 10 số 0 trong cái list C này. Vậy nhân với n cộng 1 có nghĩa là nhân với n 2n cộng 2 thì có nghĩa là sẽ có 2n cộng 2 giá trị C, giá trị 0. Đấy. Hình dung không? Vâng ạ. Cái này mình tưởng là phải biết cơ bản rồi. Hóa ra chưa biết cái này à? Thầy ơi, em hỏi tí ạ. Tiếp đến câu hỏi đi. Trong lúc này chúng Nếu ta cứ trao đổi. mà bên ngôn ngữ trình C ấy, em dùng kiểu dữ liệu map thì em có phun được các test không thầy? Cái tí đó mình đang chuẩn bị nói về map đấy. Nên là trong bài học hôm nay chúng ta mới có cái cấu trúc map và cái cấu trúc dictionary. Còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không ai hỏi gì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem xét cái sắp cuối cùng này, cái trường hợp cuối cùng này. Đó là AI đến 10 mũ 9. Như vậy thì nếu AI nhỏ bằng 10 mũ 9, từ âm 10 mũ 9 đến dương 10 mũ 9 đấy, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải khai báo một cái mảng C có 2 nhân 10 mũ 9 phần tử, phải không? Nếu mà trong C cộng là chúng ta phải khai báo 2 nhân 10 mũ 9 phần tử như này. Còn trong Python thì chúng ta sẽ phải là như này. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý rằng nếu chúng ta khai báo như này có nghĩa là chúng ta sẽ không đủ bộ nhớ. Không đủ bộ nhớ để cho chúng ta có thể
lưu trữ được. Có nghĩa là khi chúng ta khai báo như này, chúng ta hình dung là khi chúng ta khai báo một cái mảng như này, có nghĩa là máy tính nó sẽ cấp phát bộ nhớ để nó cho chúng ta sử dụng. Tức là chúng ta đi xin bộ nhớ của máy tính. Xin bộ nhớ máy tính. Thì chúng ta cứ tính mà xem. Một cái biến kiểu ta cứ gọi là một biến kiểu in, kiểu số nguyên. Nó cỡ khoảng là 32 bit. Đấy, 32 bit. Thì bây giờ chúng ta ấy, một biến kiểu này thì 32 bit. Như vậy là chúng ta có 2 nhân 10 mũ 9, tức là 2 tỷ. 20 tỷ, 2 tỷ số. Đây là một số nhé, thì nó như này. Nó chiếm 32 bit, còn nếu 2 tỷ số có nghĩa chiếm 32 bit nhân với cả 2 nhân với cả 9, 10 mũ 9. Có nghĩa chúng ta sẽ, nếu mà thầy cô đổi nó ra thì có nghĩa nó phải xin đến mấy ghi RAM. Tức là chúng ta phải đi xin mấy ghi RAM, trong khi là máy của chúng ta chắc chắn là không đủ RAM để chúng ta làm với nó đâu. Đấy. Mà chỉ đưa vào thêm mít chấm nó cũng không chấm được đâu. Thêm mít chấm nó chỉ, độ nhớ nó chỉ có là 1024. 1024 MB. Tức là tương đương là 1 GB thôi. Chấm trong thêm mít ấy. Và chúng ta đi xin nó như này có nghĩa là nó xin mất mấy ghi liền. Chắc chắn là nó sẽ không đủ bộ nhớ để chứa. Nếu các thầy cô bật thêm mít, các thầy cô sẽ thấy ngay nhỉ. À, tôi có thể nhìn thấy để các thầy cô sẽ thấy là tất cả các bài của chúng ta đều đều được giới hạn bộ nhớ là 1024. Đây này. Đây là giới hạn bộ nhớ này, 1024 GB. Đấy. Và tư với 1 GB. Thế thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái C cộng cộng này khi chúng ta đưa vào ấy thì nó đều phải dịch ra một cái đuôi, đó là đuôi chấm EXE, sau đó mới chạy cái đuôi EXE này. Và khi chúng ta dịch cái ra cái đuôi EXE này ấy, thì nó sẽ chiếm mất mấy ghi liền. Cái file này, nó sẽ ra file lùa bò chấm EXE. Đây này, nó chính là cái file này, chính là cái file được dịch ra này. Nó nằm trong thư mục bin. Đây, thêm biết là nó chạy cái file này. File này chiếm mất là 2, tức là mất chiếm mất 2 mê. Đấy. Đó chính là cái file này, chiếm mất 2 mê này, bộ nhớ rồi này. Đấy. Và thêm biết nó chính là chạy cái file này, nó dịch từ cái file của chúng ta đây này, dịch toàn bộ những cái này ra này, ra trở thành cái file này. Đấy. Và cái file này có kích thước bao nhiêu là tùy thuộc vào cái việc chúng ta xin bộ nhớ ở đây là bao nhiêu. Chúng ta xin nó, xin cái bộ nhớ bao nhiêu đấy. Đấy. Khi chúng ta mà xin nó quá nhiều thì nó không chạy được, nó không đủ để nó chạy. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta trong cái sắt thứ ba này chúng ta không thể sử dụng được cách mà chúng ta dùng mạng thông thường như thế này. Đấy. Thế thì chúng ta có rất nhiều cách giải quyết trong cái bài toán này. Một trong những cách mà chúng ta sẽ nói ở đây, và chúng ta sẽ nói đó là chúng ta sẽ dùng hai kiểu dữ liệu. Đó là nếu với C cộng chúng ta có thể dùng map, còn đối với Python chúng ta có thể dùng kiểu dictionary, kiểu từ điển để chúng ta giải quyết cái bài toán này. Thì ở đây có nghe qua vừa rồi thì có cô giáo cũng nói là đã biết sử dụng map rồi. Thế thì về mặt bản chất map nó là cái gì? Cái dictionary nó là cái gì? Thì liệu chúng ta đã hiểu rõ được về mặt bản chất nó hay không? Nó chưa? Thì tiếp theo tôi phải nói về cái mặt bản chất để cho thầy cô hiểu. Hiểu về mặt bản chất. Cái hai cái cấu trúc này đều gọi là hai cái cấu trúc phi tuyến tính. Cấu trúc phi tuyến tính. Ngoài cái map này chúng ta có set cũng là một cấu trúc phi tuyến tính. Ở hàng đợi ưu tiên trong Python và trong C cộng cộng đều có cái cấu trúc hàng đợi ưu tiên. Đấy. Thế đây chính là cái chiến lược lùa bò vào chuồng, là chúng ta hiểu ý tưởng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết nốt cái phần còn lại là cái sắp này. Chứ để cái giải quyết được cái sắp sắp này thì một trong những cách làm đó là chúng ta sử dụng cấu trúc dữ liệu map hoặc là kiểu dictionary, kiểu từ điển. Đấy. Của trong C cộng cộng
và kiểu this ở trong Python. Thực ra ở đây có một cái kiểu dữ liệu nó nữa, đó là kiểu set thì chúng ta chưa nói, vì cái set thì bài này chưa áp dụng được, nhưng có một cái kiểu dữ liệu mới, kiểu dữ liệu nữa có trong C cộng cộng, đó là kiểu unordered map. Và unordered map với cả kiểu list này là tương đương về mặt kiểu dữ liệu. Còn map với cả unmap và list này là khác nhau về mặt dữ liệu, về mặt kiểu dữ liệu. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem về mặt bản chất đằng sau cái mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày nó là cái gì, nó được cấu tạo ra như thế nào, được cấu tạo như nào, và vì sao người ta gọi là cấu trúc phi tuyến tính. Thì thứ nhất chúng ta sẽ để ý rằng cái kiểu map này này đầu tiên chúng ta sẽ khẳng định map là một cái, về mặt bản chất nó là cái kiểu dữ liệu. Cây nó được tổ chức dưới dạng cây nhị phân tìm kiếm từ cân bằng. Đấy, nó là một cái kiểu dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm từ cân bằng. Như vậy chúng ta sẽ có những khái niệm là cây này, cây nhị phân này, cây nhị phân tìm kiếm đấy, cây nhị phân và cây nhị phân tìm kiếm và cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng. Cái map nó sẽ là kiểu dữ liệu này. Thế còn Python, trong Python nó kiểu dict tương đương với dict này, nó chính là kiểu unordered map của C cộng. Nhưng mà mình ở đây mình không nói unordered map, và bắt buộc hai cái kiểu dữ liệu này là tương đương với nhau. Thì đây là cái kiểu kiểu dữ liệu được tổ chức ở dưới dạng bảng băng. Đấy, được tổ chức dưới dạng bảng băng. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có thể hiểu, chúng ta đi hiểu, tìm hiểu một chút về mặt bản chất của hai cái này. Đấy, về mặt bản chất của hai cái này nó như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu về qua một chút về cây nhé. Về cây và chúng ta tìm hiểu về bảng băng. Đầu tiên là cây chứ. Cây là một cấu trúc dữ liệu. Tổ chức dưới dạng mối quan hệ cha và con. Mối quan hệ cha con. Đấy. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ như này, cây đây. Một cái cây nó như này. Chắc chắn đây, nếu các thầy cô đã học qua cái môn cấu trúc dữ liệu ở bậc đại học, các thầy cô sẽ được học qua những cái cấu trúc này. Đây là một cái cây được tổ chức dưới dạng mối quan hệ cha con. Nếu như các thầy cô có thể nhìn thấy cái cây này, nó ở trong cái hệ thống cây gia phả của dòng họ nhà mình ấy, trong dòng họ mình, thì đây chính là một cái cấu trúc dưới dạng cây gia phả. Đấy. Thì chúng ta sẽ qua cái này, chúng ta sẽ thấy có cái mối quan hệ cha con, tức là mình lấy ví dụ luôn, đó là 2, 4 và 7. 2, 4 và 7 thì có cha, có chung một cha là 1. 8 thì có cha là 2. 3 và 5 thì có cha là 4. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ trên cái cây này. 6 và 10 thì có cha là 7. Còn 9 thì có cha là 5. Riêng đỉnh 1 thì không có cha. Và người ta gọi đỉnh 1 chính là đỉnh gốc của cây. Đấy. Đỉnh 1 không có cha. Là cái đỉnh
Trong cây người ta sẽ gọi từng cái này gọi là từng đỉnh hoặc là từng nút. Đỉnh hoặc là nút cũng được. Đỉnh mà không có cha thì gọi là gốc. Là gốc của cây. Đấy. Còn những cái đỉnh mà không có con, hay là cái nút không có con, thì gọi là lá của cây. Những cái đỉnh mà không có con như là 8 này, 3 này, 9 này, 6 và 10. Thì đây là những cái đỉnh người ta gọi là lá của cây. Đấy. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ nói một cái cây nó cấu trúc như thế này nhá. Đơn giản thế này thôi. Đấy. Có một cái điều nữa đó là chúng ta cùng nói về cái chiều cao của cây. Bây giờ chúng ta nói về chiều cao của các nút, các đỉnh nhá. Chiều cao của đỉnh U được ký hiệu là HU là khoảng cách từ gốc cây cho đến U. Ví dụ như là đỉnh 1 này có chiều cao là bằng 0 này. Đỉnh 2, đỉnh 4, đỉnh 7 này đều có chiều cao là 1 này. Đỉnh 8 này có chiều cao là 2 này. 3 này cũng thế. 2, 2, 2. Đỉnh 9 này chỉ có chiều cao là 3. Thế đấy là chiều cao của đỉnh U, mỗi đỉnh. Như vậy thì chiều cao của cây. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chiều cao của cây. Được định nghĩa đó chính là cái chiều cao của một cái đỉnh U. Sao cho đỉnh này là có cái chiều cao là lớn nhất. Đấy. Như vậy trong cây này thì cái chiều cao của cây này chính là bằng 3. Chiều cao của cây này bằng 3. Đấy. Đấy nhá. À, ở trong cây này thì chúng ta sẽ có nữa, đó là chúng ta hiểu thêm nó là cái cây con. Cây con. Ví dụ một cây như này thì cái cây con thì nó sẽ là một cái cây con này, như thế này gọi là một cây con này. Đấy. Hay là như thế này cũng là một cây con này. Đấy. Ta gọi cây con này cây con gốc, gốc là 4 này, cây con này gốc là 5 này, cây con này gốc là 7 này. Đấy, gọi là những cây con. À, qua cây thì chúng ta sẽ có tiếp một cái khái niệm. Đó là cây nhị phân. Cây nhị phân là cây có tối đa 2 con. Đấy, là cây sẽ có tối đa 2 con. Ví dụ như này. Đấy, thì gọi là cây có tối đa 2 con. Thì gọi là cây nhị phân. Được chưa? Đấy. À, ta gọi cái cây là một cây con trái và cây con phải, trong đó có một cây con là cây con trái và một cây con là cây con phải. Cây nhị phân tìm kiếm. Thì cây nhị phân tìm kiếm ấy là cái cây, là cây mà cái đỉnh con trái có giá trị nhỏ hơn nút cha, và cái giá trị của nút cha ấy thì lại nhỏ hơn giá trị của đỉnh con phải.
Cái cây nhìn phân tìm kiếm này sẽ giúp cho chúng ta tìm kiếm một dữ liệu nhanh hơn so với mảng. Ví dụ chúng ta sẽ có như này. Chúng ta có một cái mảng như này, chúng ta sẽ đưa cái mảng này vào cây nhé. Ví dụ cái mảng chúng ta là 4, 7, 2, 6, 8, 1, 3, 6, 8. Chúng ta sẽ đưa cái mảng này vào trong cây. Bình thường là đầu vào cái mảng là như này. Bây giờ đầu ra chúng ta sẽ phải sắp xếp nó, chúng ta đưa nó vào thành cây nhị phân tìm kiếm. Nó sẽ được tổ chức như sau. Đầu tiên là xét đỉnh 4. Đỉnh 4 này sẽ được làm gốc của cây. Cái đỉnh đầu tiên sẽ được làm gốc cây. Đến đỉnh 7. 7 thì lớn hơn 4 nên là sẽ 7 sẽ đi theo cái nhánh bên phải để làm con bên phải của 4. Vì nó là giá trị của đỉnh, con phải là phải lớn hơn cha mà. 2 thì nhỏ hơn 4. Đi từ gốc thì 2 nhỏ hơn 4 nên là 2 sẽ được làm con trái của 4. 6. 6 thì lớn hơn 4 nên là 6 sẽ đi theo nhánh bên phải. Gặp 7, 7 thì lớn hơn 6 nên là sẽ đi theo nhánh con trái để tạo ra mọc ra một cái nhánh ở bên trái của 7. 8. Chúng ta sẽ lấy 8 lớn hơn 4 đi theo nhánh phải xuống 7. 7 thì nhỏ hơn 8 nên là sẽ mọc ra một cái nhánh bên phải. 1. 1 nhỏ hơn 4 thì đi sẽ đi thành nhánh trái. Và 1 thì nhỏ hơn 2 nữa nên là sẽ mọc ra một cái nhánh bên trái. Để chúng ta điền đỉnh 1 vào đây. Tương tự thế 3. Chúng ta sẽ được là 3 nhỏ hơn 4 nên đi theo nhánh trái. Lớn hơn 2 nên sẽ đi theo nhánh phải, mọc theo một cái nhánh bên phải. Rồi 6. 6 thì 6 đi theo bên phải của 4. Sau đó là đi sang trái của 7. Và 6 có giá trị bằng 6 nên là sẽ mọc ra ở bên phải. Đấy. Chúng ta sẽ được một cái cây gọi là cây nhị phân tìm kiếm ở đây. Thế tại sao lại gọi là cây nhị phân tìm kiếm? Thì chúng ta sẽ có ngay đó là cái cây của chúng ta ấy. Nếu chúng ta có muốn tìm một cái giá trị x bằng 8 thì nó sẽ như thế nào? Thì cách tìm nó cũng rất đơn giản. Nó so sánh ở gốc cây. Thế 4 nhỏ hơn 8 thì chắc chắn là 8 sẽ nằm ở bên nhánh bên phải của 4. Nên nó sẽ đi tìm xuống dưới. 7 thì nhỏ hơn 8, nó sẽ chắc chắn là nó sẽ tại x này sẽ nằm bên nhánh bên phải của 7 nên nó sẽ tìm xuống dưới. Đến đây thì thấy giá trị là 8 bằng 8, như vậy nó sẽ tìm được. Nó sẽ tìm giá trị ở đây. Đấy. Và chúng ta lưu ý rằng nó tìm được nhé, nhưng mà nó không chỉ ra được. Nó tìm được giá trị 8, nó chỉ biết rằng là bằng 8 có nằm trong cây, nhưng nó không chỉ ra được là 8 nó nằm ở vị trí nào trong cây. Tại sao lại như thế? Vì các bạn đã biết rằng là cái cấu trúc, ví dụ cấu trúc mảng này chúng ta ấy, sẽ tìm được 8 này ở vị trí số 1, 2, 3, 4, 5. 8 nó ở vị trí thứ 5. Và cái cấu trúc này gọi là cấu trúc tuyến tính. Cấu trúc tuyến tính. Tuyến tính tức là gì? Sau phần tử y thì sẽ là phần tử y cộng 1. Trước phần tử y thì sẽ là phần tử y trừ 1. Tức là tại mỗi một vị trí thì người ta luôn tìm được phần tử ở nằm phía sau và những phần tử nằm phía trước, trừ hai cái phần tử nằm ở đầu dãy hoặc là cuối dãy, thì người ta gọi đó là những cấu trúc tuyến tính. Thế còn cấu trúc cây thì người ta gọi là cấu trúc phi tuyến tính. Cấu trúc phi tuyến tính. Phi tuyến tính tức là người ta không xác định được vị trí của một đỉnh ở trong cái cây này, ở trong cái cấu trúc này, mà chỉ biết rằng là tìm thấy thôi, chứ còn không biết là nó nằm ở đâu. Đấy. Không biết là nằm ở đâu. Người ta sẽ không chỉ ra được vị trí của nó là bao nhiêu. Vì nó không nằm rõ ràng, vẽ ra cây thầy cô chúng ta nhìn đây, chúng ta cũng nhìn cũng không biết là nó số 8 này nó nằm ở vị trí nào trong cái cây này. Đúng không? Đấy. Chỉ biết là chúng ta là tìm thấy được. Còn chỉ ra nó nằm ở đâu thì là không chỉ được. Thế thì cái cây nhị phân tìm kiếm này ấy, nó trong trường hợp tổng quát ấy, thì nó sẽ có độ phức tạp tìm kiếm là log n. Log n. Đấy, log cơ số 2 của n.
Tuy nhiên, trong một cái trường hợp đặc biệt, trong trường hợp đặc biệt là cái cây người ta gọi là cây suy biến, cây nó bị suy biến. Ví dụ dãy của chúng ta sẽ sắp xếp tăng dần, dãy ban đầu chúng ta đi vào là 2, 3, 5, 7, 9, 11. Thế như thế này, thì chúng ta sẽ được cái cây nó sẽ có dạng như này. Đấy, đúng không? Nếu mà dạng cây nó sẽ như này. Và cái việc mà chúng ta giả sử chúng ta muốn tìm giá trị 11 thì chúng ta vẫn phải đi tìm hết theo cái nhánh này xuống dưới này. Và khi đó độ phức tạp của nó sẽ là ON. Độ phức tạp nó là ON. Đấy. Như vậy thì nếu mà nó gặp cây suy biến thì cái độ phức tạp của chúng ta không cải thiện được. Đây là trường hợp đặc biệt. Độ phức tạp của chúng ta không cải thiện được. Vẫn chạy chậm. Ai lại nghịch cái gì đấy trên màn hình này? Xóa đi cho giúp cho mình nhá. Vẽ cái gì lên màn hình cái màu đỏ đỏ này. Đấy. Thế trong trường hợp này ấy, lúc đó người ta bắt đầu mới nghĩ ra một cái loại cây đó là cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng. Bây giờ nó mới có cái cây gọi là cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng. Cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng ấy thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái cây là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mọi cây con thì cái độ cao của nhánh bên trái đấy, chúng ta lấy trị tuyệt đối nhá, trừ đi độ cao của nhánh bên phải thì nó chỉ lệch được tối đa là một đơn vị thôi, nó không được lệch hơn đấy. Cái cây này thì người ta gọi là cây không cân bằng. Cây này gọi là không cân bằng. Bởi vì cái nhánh bên trái của cái cây có gốc là 2 này thì độ cao bên trái nó bằng 0. Nhưng độ cao bên phải bên này lại tận là bằng 1 2 3 4 5. Nhánh bên phải là 5. Như vậy thì là cây này là không cân bằng. Còn cái cây này thì người ta gọi là cây cân bằng. Đây, cây này mình sẽ chụp chuyển copy nó xuống dưới. Cây này là cây nhị phân tự cây nhị phân tìm kiếm cân đấy, bởi vì tất cả nhánh ví dụ với cái cây con có gốc là 4 nhé, cây con gốc 4 thì nhánh bên trái của chúng ta có độ cao là bằng 2, độ cao bằng 2, nhánh bên phải có độ cao là bằng 3 nên là nó thỏa mãn. Và cái cây con này hoặc cái con gốc 2 này thì nhánh bên trái là 1, nhánh bên phải cũng là 1, như vậy độ lệch nó bằng bằng 0. Hay là cái con 7, gốc 7 này chúng ta thấy độ nhánh bên trái độ là bằng độ cao là 2, nhánh bên phải thì độ cao là 1, như vậy lệch của nó cũng chỉ là một đơn vị. Nên cái cây này gọi là cây cây cân bằng. Đấy. Thì khi mà người ta thêm một đỉnh vào trong cây
thêm một đỉnh vào trong cây. Ví dụ như là ở đây người ta thêm một cái đỉnh số 6 nữa vào chỗ này. Đấy. Đỉnh số 6 vào chỗ này. Thì khi đó ấy, cây con này này của chúng ta này, nó sẽ bị mất đi cái tính tính cân bằng. Nó không còn cân bằng nữa. Khi đó thì lập tức cái cây này nó phải phải làm thao đó để tạo lại cái sự cân bằng của nó bằng cách nó sẽ xoay. Nó sẽ xoay xoay để làm sao cho cái cây này trở thành cân bằng. Lúc này nó sẽ xoay để trở thành 4 này. Đấy. Và những cái thao tác xoay đó thì chúng ta thực sự là không cần quan tâm nhiều lắm. Nó sẽ xoay như này. Tức là cái đỉnh này này nó sẽ được xoay lên đây làm đỉnh gốc. Và cái đỉnh này sẽ được làm thành nhánh bên trái. Còn cái đỉnh này được chuyển lên thành phía lên trên một bước, một bậc. Đấy, khi đó trở thành cây cân bằng. Còn cái vấn đề xoay như thế nào thì thực ra chúng ta không quan tâm, không cần quan tâm đâu. Đấy. Cái này thì chỉ có các bạn sinh viên học về cấu trúc dữ liệu các bạn mới cần quan tâm, chứ còn nếu chúng ta học cách sử dụng thì chúng ta không cần quan tâm nhiều lắm, mà chúng ta chỉ biết là nó sẽ tự động xoay và yên tâm là nó sẽ luôn luôn xoay đúng vì người ta đã cài cho chúng ta xoay đúng rồi. Chúng ta thấy là cái map của chúng ta ấy, chúng ta dùng nó là nó khi chúng ta thêm vào nó tự động xoay, về mặt bản chất nó sẽ tự động xoay chứ nó sẽ không bị mất tính cân bằng. Thế thì do cái tính chất tự cân bằng này mà dẫn đến là sẽ cây không bao giờ bị thành cây suy biến, sẽ không bao giờ thành cây này. Do cái tính chất tự cân bằng nên là không bao giờ bị trở thành cái cây suy biến như này. Dẫn đến là cái việc tìm kiếm của nó lúc nào cũng có độ phức tạp là ô log. Log nào? Tức là loga cơ số 2 của nào. Nên là độ phức tạp tìm kiếm lúc nào nó cũng bằng này. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Đó. Để cho mọi người hình dung ra chưa? Mọi người hình dung ra chưa? Cái map nó sẽ bản chất như vậy, cái map này bản chất của nó chính là cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng. Đấy. Và trong map thì chúng ta có hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là cái khóa tìm kiếm và thành phần thứ hai nó là giá trị. Và tôi thường khai báo cái map là MP, tức là viết tắt của chữ M và chữ P, chữ ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng. Như vậy nếu mà cái map mà nó đưa vào cây ấy, nó sẽ như này này. Ví dụ 42 22 13 35. Tương tự như thế, 72 77 61 62 66 83 như này. Thì cái key này chính là cái yếu tố để cho nó sắp xếp thành cây, nó tạo cây nhá. Cái key này chính là cái mà chúng ta sẽ dùng để tạo cây. Đấy. Nó so sánh để nó tạo cây, còn cái giá trị value này ấy, thì là chỉ là giá trị mà chúng ta sẽ đem sử dụng tùy vào từng bài toán thôi. Tùy vào từng bài toán. Đấy. Rồi, đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về mặt bản chất của map, thì là chúng ta sẽ hiểu tiếp là bên trong map thì có những cái hàm hỗ trợ gì, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chúng ta hãy quay sang một chút về cái cấu trúc thứ hai của kiểu đích từ điển trong Python. Kiểu này thì nó được sử dụng ở dưới dạng bảng băm. Bảng băm. Bảng băm thì cũng có hai thông tin. Một thông tin cũng là khóa và một thông tin nó là value, cũng là giá trị. Đấy. Cái unordered map cũng thế. Tương đương với kiểu this chính là kiểu unordered map trong C cộng. Nhưng mà vì sao mình không không đưa vào trong này để nói mà chỉ nói kiểu this? Thì chúng ta tí nữa tôi sẽ giải thích. Đấy. À, ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái bảng băm như này. Thực chất bảng băm nó là một mảng, nó là mảng mảng bình thường thôi. Nó là mảng bình thường. Cái key đây. Còn cái value này.
không ba chẳng hạn, một hai thực chất bề mặt bản chất nó là mảng nhá, cái bảng băm ấy bề mặt bản chất nó là mảng đấy, như thế này. Trong đó cái key của chúng ta chính là cái chỉ số, còn giá trị của chúng ta chính là value. Đấy, ví dụ như là A 1 thì bằng 2, A 3 thì bằng 5. Về mặt bản chất thì nó là cái này. Đấy. Tuy nhiên cái ưu điểm của cái bảng băm này đó là cái việc tìm kiếm dữ liệu nó chỉ có mức độ phức tạp là O1. Ví dụ tôi muốn lấy cái giá trị ở trong phần tử cái key bằng 3, với key bằng 3 nhé, thì tôi chỉ việc là lấy viết A3 như này thôi là tôi đã lấy giá trị của nó là bằng 5. Như vậy độ phức tạp của nó chỉ là O1. Đấy. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm mà chúng ta phải hết sức lưu ý. Chúng ta vừa nói về cái mảng ở trên cái bảng C mà khi chúng ta thấy là nó bị giới hạn về mặt dữ liệu, về mặt bộ nhớ. Thế nên là giả sử cái mảng này có kích thước là bằng 6. Thước bằng 6. Thế liệu tôi có thể sử dụng C, có thể viết được là A của 10 hay không? Trong cái bảng băm có thể viết được hay không? Đây, câu trả lời là vẫn viết được. Đấy, ví dụ như là A của 10 này, A của 11 này, A của 12 này, A 13. Nó sẽ tương đương với cái gì ở trong cái bảng băm này? Kích thước của nó đang là 6. Kích thước của nó là 7 chứ nhỉ, có 7 phần tử đúng không? Giả sử là 8 đi. Đấy. Thế thì nó vẫn biểu diễn được là A10, A11, A12, A13. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này ấy, nó sẽ lấy phần dư của phép chia những cái giá trị này cho cái kích thước của nó sẽ lấy phần dư này. Ví dụ 10 này chia cho 8, kích thước của bảng này là 9, xin lỗi 9 phần tử đúng không? Thì tương đương với nó thì chính là phần tử này. Nó sẽ nằm ở đây. Cái bảng băm nó sẽ nằm ở chỗ này, cái vị trí của phần tử A10 nó sẽ nằm ở chỗ này. Đấy, vì kích thước của cái bảng này là 9 phần tử. Rồi là 11 chia cho 9 thì lý dư nằm đây. 12 chia 9 dư là 3. 13 chia 9 là 4. Đấy. Sau đó là ví dụ như A18 thì chia 9 là dư 0. Thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Thì bắt đầu đây nó bắt đầu nảy sinh ra một cái vấn đề. Nảy sinh ra vấn đề. Đó là vấn đề về xung đột về mặt dữ liệu, xung đột key. Xung đột key. Đấy. Mà chính cái xung đột key này dẫn đến cái kết quả của cái bảng băm này có nhiều bài toán chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ bị sai, ra giá trị sai. Nhưng bắt buộc chúng ta vẫn phải dùng. Xung đột key là như này. Ví dụ sẵn ở đây tôi có là 3, 4, 6, 5, 2, 7, 4, 8, 9. Bây giờ tôi viết là tôi muốn gán là A10 bằng 7. Đấy. Thế thì nếu mà xung đột key thì lúc này cái giá trị của 4 này lúc này nó nếu mà viết như thế nó sẽ thành 7 ngay. Lúc này nó xóa cái 4 nó viết thành 7. Đúng không? Nó viết thành 4, à, viết thành 7. Nhưng mà thực ra là tôi vẫn muốn dùng là cái A1 nó bằng 4 cơ. A1 bằng 4 cơ. Nhưng bây giờ tôi bị xóa đi rồi thì coi như là bây giờ dữ liệu thành sai. Đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy, nó nhận thấy một cái điều này chính là cái xung đột key. Đấy. Cái về xung đột key này tất nhiên có cách khắc phục nhưng mà giải cái bài toán chúng ta vẫn bị sai trong một số các cái bài toán ta vẫn sai. Đấy. Đó, thì cách khắc phục của nó là sử dụng cái danh sách liên kết để
để khắc phục, tức là lúc này ấy, nó sẽ không phải xóa số 4 mà nó sẽ điền thêm là 7 và là sau 4 này, tức là trong này sẽ có một cái danh sách, một cái vector bên trong này chẳng hạn, danh sách liên kết, nó liên kết đấy. Sau đó lại là A của 19, A của 19 bằng 6, thì 19 thì chia cho 9 thì vẫn dư 1 mà, thì nó sẽ được điền tiếp 6 bằng sau này. Đấy. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn lấy A1, lấy A1 thì thực chất bản về mặt bản chất máy tính nó cũng không hiểu là muốn lấy A1 có nghĩa là chúng ta muốn lấy số 4, số 7 hay là số 6. Bởi vì nếu chúng ta muốn lấy A1 thì nó chúng ta không hiểu được là 4, 7 hay là bằng 6. Muốn lấy số nào, số nào. Dẫn đến là nhiều bài toán bị sai. Tất nhiên là sai thì có xảy ra nhưng mà cũng gọi là cái xác suất sai nó có nhưng mà nó cũng ít thôi. Nó có nhưng nó ít. Đấy. Đây chính là lý do vì sao tôi mới bảo thầy cô là tôi không muốn nhắc đến unordered map, là chính là ví dụ, chính là lý do đấy. Unordered map này bản chất của nó cũng chính là bảng băm giống kiểu disk. Thế tại sao kiểu disk trong Python là phải dùng disk? Là bởi vì trong Python không có kiểu map, không có map, không có một cái cấu trúc dữ liệu nào tương ứng với map để tổ chức dưới dạng cây như này. Và chính là cái bài cái điều này ấy, nó dẫn đến là cái Python nó thua thiệt hẳn so với C cộng khi chúng ta thi học sinh giỏi. Nằm ở chỗ đó là những cái bài toán mà chúng ta dùng đến map, bắt buộc phải dùng map, thì Python không có cách nào để dùng được. Và bắt buộc khi đó nó phải dùng cái kiểu dữ liệu disk để thay thế. Và disk thì chúng ta vừa phân tích rồi, xung đột key dẫn đến có thể bị sai trong một số trường hợp, một số bài toán. Đây là chúng ta đang so sánh giữa hai kiểu dữ liệu gần gần, gọi là gần tương đương với nhau khi chúng ta sử dụng ở trong C cộng và Mac, ở trong trong Python. Đấy. Rồi. Mọi người có ý kiến gì không nhỉ? Mọi người đã hiểu về mặt bản chất của những cái kiểu dữ liệu này chưa? Có ai hỏi gì không? À, nếu không ai hỏi thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái hàm mà hỗ trợ cho map, cách khai báo một cái map và cái hàm hỗ trợ cho map. Và cái kiểu đích nhá, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số các cái hàm. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu phần ba nhỏ, đó là kiểu cấu trúc map. Về cách khai báo. Cách khai báo. Chúng ta có cách một. Map. Kiểu dữ liệu một. Kiểu dữ liệu 2 và tên biến. Trong đó kiểu dữ liệu này một nó chính là key. Và chúng ta thường viết nó là first. Bản chất nó chính là key. Kiểu dữ liệu thứ hai nó là second. Và nó chính là value. Ví dụ chúng ta sẽ khai báo map int int và mp. Cái này chính là key, cái khóa của nó, khóa để chúng ta tìm kiếm là cái giá trị thứ nhất này, là cái first này, còn cái value này chính là cái giá trị của nó. Đấy. Thế thì về mặt bản chất khi chúng ta khai báo nó như thế này, dẫn đến là cái khai báo này ấy,
mặc mặc định nhé, đây là cái khai báo mặc định, thì cái map MP này này nó sẽ được sắp xếp tăng dần, xếp key tăng dần. Thì đây chúng ta sẽ thử sử dụng map để mà chúng ta in ra một cái giá trị, các cái giá trị trong map để chúng ta nhìn thấy là nó sẽ được sắp xếp tăng dần. À, đó là cách sắp xếp thứ nhất, là cách khai báo thứ nhất. Cách khai báo thứ hai, bây giờ chúng ta muốn cho cái map của chúng ta ấy là sắp xếp key theo chiều giảm dần, chúng ta không muốn là tăng dần mà chúng ta muốn giảm dần, thì chúng ta viết lại như sau, kiểu dữ liệu một, kiểu dữ liệu hai, sau đó là greater, kiểu dữ liệu một, sau đó đến tên biến. Ví dụ map int kiểu dữ liệu hai chúng ta là kiểu long long, sau đó là greater, kiểu dữ liệu một của chúng ta là kiểu in mp, thì các cái key này của chúng ta sẽ key sắp xếp theo chiều giảm dần, thì cái đó là cái map này có sắp xếp key giảm dần. Đấy. À, bây giờ tôi có thể code thử cho các thầy cô cùng xem nhé. Ừ, cái này thì chúng ta bỏ tạm đi đã. INT. INT đây là cái map này sắp xếp theo chiều tăng dần nhé. Giả sử chúng ta sẽ có N cái cặp key và giá trị. Đã có N cặp key giá trị nhé. À, N cặp này chúng ta giả sử có 5 cặp, 4, 2, 6, 3, 1, 7, 5, 0, âm 2, 3, như thế này. Đấy. Thì chúng ta sẽ in cái kết quả này ra như thế này. Kết là chúng ta là for int y bằng 1, y nào bằng n, y cộng cộng nhé. INT chúng ta khai báo một cái key này, value này, đó say in key và value, chúng ta sẽ có mp.insert, chúng ta có cái hàm insert gọi là hàm chèn thêm một cái cặp phần tử vào, và chúng ta sẽ dùng cái ngoặc nhọn để chúng ta chèn key này cho value. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cách mà chúng ta sẽ duyệt duyệt qua các cái phần tử ở trong map. Để duyệt qua các phần tử trong map thì chúng ta sẽ sử dụng một con trỏ. Về mặt bản chất thì trong bộ nhớ của máy tính ấy, cái kiểu map này sẽ được lưu dưới dạng con trỏ đấy. À, thế thì nó để duyệt được map thì chúng ta sẽ sử dụng một con trỏ gọi là con trỏ iterator. Ta đặt tên cái biến nó là biến IT, biến IT tức là viết tắt của cái con trỏ IT này. Iterator. Đấy. Chỉ có cái con trỏ này khi chúng ta khai báo con trỏ này cùng với kiểu dữ liệu với cái MP thì nó mới duyệt được nhá, còn nếu nó khác kiểu dữ liệu là không duyệt được. Nó sẽ bị sai. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ duyệt này, chúng ta sẽ khai báo một cái biến map int như này, iterator id, chúng ta sẽ duyệt for id bằng mp.begin it khác với cả mp.end, chúng ta sẽ out ra đấy. Đây là key này, đây chính là in ra cái key của nó đây, còn cái giá trị của nó là chỉ là cái setter.
Thế là chạy thử nha mình, chạy thử trên này. À, quên là mình bổ sung thêm một cái lệnh này. Không biết. Độ này và chúng ta sẽ như thế này, 42 63. Đấy, các thầy cô sẽ nhìn thấy cái kia của nó được sắp xếp tăng dần này. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái kia được sắp xếp tăng dần. Đúng không? Thì bây giờ nếu chúng ta muốn nó giảm dần thì chúng ta thêm register đây. Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy này, kia là đã được được bố trí dễ dàng, sắp xếp là giảm dần. Đúng, thì để chúng ta hiểu thêm. Đấy. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái iterator này chính là cái con trỏ, nó sẽ chính là con trỏ để nó tỏ vào các cái phần tử ở trong trong map của chúng ta. Một số cái kiểu dữ liệu, một số cái hàm hỗ trợ. Chúng ta nói thật nhanh cái hàm, các hàm này để chúng ta sẽ chuyển sang bên Python nhé. Không, các thầy cô bên Python đang sốt rồi. Thứ nhất là thêm một phần tử của đẳng map. à, bây giờ chúng ta cứ giả sử là chúng ta luôn luôn khai báo cái map của chúng ta là MP, chúng ta viết MP nhé. Vậy thì cái cách mà chúng ta thêm ấy là chúng ta thêm như này. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng hàm insert. Key và value. Đấy. Chúng ta insert như này, key và value là như này. Đấy. Cách thứ hai. Chúng ta có thể viết là MP. Của key bằng value. Đấy. Cách thứ hai chúng ta có thể viết như thế. Tuy nhiên ở cách thứ nhất chúng ta để ý rằng, ở cách thứ nhất, nếu như cái key này đã có sẵn ở trong map, trong MP rồi ấy, trong map MP này rồi, thì nó sẽ không thêm vào nữa. Đấy. Nếu key đã có, nếu key chưa có thì mới thêm vào, còn nếu key đã có rồi thì không thêm nữa. Đấy là cái điều lưu ý của cách thứ nhất. Cách thứ hai, à, nếu như cách thứ hai này ấy, nếu ở trong cách thứ hai nào, nếu key đã thuộc cái MP này rồi ấy, à, nếu key chưa thuộc, chúng ta xét nếu key chưa thuộc thì cái MP của chúng ta sẽ được thêm vào. Ví dụ chúng ta đang có cái map này đang có là 1 3 2 4 mà chúng ta thêm, để tôi giả sử tôi thêm, tôi viết là MP của 5 bằng 7. Như vậy là 5 này chưa có trong cái MP này, thì khi đó cái MP của chúng ta sẽ được thêm vào. Đấy. Còn nếu tôi viết MP
của 1 là bằng 4. Thì cái 1 này đã có sẵn rồi. Thì cái MP này nó sẽ bị thay lại thành 1, 4. Chứ không còn là 3 nữa. Nó là 4. Thì đấy, khi chúng ta thêm thì nó sẽ bị xảy ra cái trường hợp như vậy. Chưa? Đấy. Thầy ơi, cái MP của 7 của 5 kia có rồi chứ thầy? Đã có đâu. Đây mà, làm ví dụ này cơ mà bạn. À, ví dụ đây chứ không phải là ví dụ ở đằng trên đây à? Ví dụ này thôi. À, cái Các bạn là cái MP này thì chỉ có hai giá trị là 1, 3 và hai 2, phần 4. tử. Hai phần tử thôi. Nó là À, hai phần rồi. tử. Nhớ là mỗi phần tử của một cái map nó là một cặp. Một cặp key value, nhớ chưa? Một cặp key value. Đấy là một phần tử. B là chúng ta sẽ truy cập. Truy cập bằng cái con trỏ. Iterator IT. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta khai báo, chúng ta phải khai báo cái con trỏ IT này và map kiểu dữ liệu 1, kiểu dữ liệu 2, sau đó là hai chấm tiếp iterator là tên biến nó là ID. Bạn nào lại nghịch, bạn nghịch cái vệt đấy lên trên màn hình này rồi, xóa nó đi. Cái buổi đầu tiên này là cái lý thuyết nó hơi nhiều nên là chúng ta chịu khó ngồi nghe thêm một tí nữa này, ta xem để chúng ta thắc mắc, có vấn đề gì thắc mắc chúng ta hỏi luôn. Thì khi mà còn một con trỏ IT được trỏ vào trong cái chỉ vào trong một phần tử trong cái map MP này thì chúng ta truy cập phần tử nó, đó là chúng ta dùng dấu sao để chúng ta truy cập sao IT chấm vớt, đó chính là chúng ta truy cập vào cái key và sao IT chấm second, đó là chúng ta truy cập vào cái value. Ví dụ như là cái IP chúng ta đang chỉ vào đây nhé. IP chúng ta đang chỉ đây. Đấy, thì cái này chấm first này sẽ là 2. Còn second này chính là bằng 4. Chúng ta hiểu như thế. Ngoài ra chúng ta có một cái cách truy cập khác. Đó là chúng ta sẽ dùng cái cách thứ hai. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta có thể viết luôn. Đó là MP của key. Chúng ta viết luôn như này. Ví dụ, chúng ta muốn truy cập vào cái phần tử này. Phần tử này. Thì chúng ta viết x bằng MP của 2. Thì lập tức chúng ta sẽ có giá trị x bằng 4. X, lúc này x sẽ trở thành value. X sẽ trở thành value. Còn cái key này thì vẫn là 2. Đấy. Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta viết x bằng MP của 9. Trong khi đó cái MP của chúng ta lại không có trong cái giá trị, cái key bằng 9 nó không có nằm trong này. Thì khi đó cái MP của chúng ta lập tức được thêm một cái giá trị 9 vào. Nó sẽ được thêm một cái key là 9. Và giá trị value là 0. Và cái x này chúng ta cũng sẽ nhận giá trị bằng 0. Đấy. Nếu không có thì tự động nó thêm vào. Còn nếu có rồi thì nó sẽ trả ra cái giá trị. À, chúng ta chú ý rằng là cái việc chúng ta viết như này ấy, thì cái độ phức tạp để nó lấy ra được nó sẽ là ON nhé. O log N. Trong đó N là số phần tử ở trong cái map, trong cái MP này nhé. Chứ không phải là nó có độ phức tạp là O1 là sai đấy. Nó sẽ bị chậm hơn. Nó sẽ bị chậm hơn so với cả chúng ta dùng mảng hay là dùng đấy. C là chúng ta nói về cái
MP chấm sai. Đó là cái số phân tử trong MP. Số phân tử của MP. D. MP chấm empty. Hàm này sẽ trả ra true. Nếu như MP khác rỗng, à xin lỗi, MP bằng rỗng. Trả ra phone. Nếu MP khác rỗng. Nghe. À, chúng ta sẽ có hai con trỏ là con trỏ begin và con trỏ end. Đây là hai con trỏ ở trong map. Hai con trỏ này hay được sử dụng rất là nhiều. Đấy, ví dụ như MP của chúng ta thì đây chính là con trỏ begin. Đây chính là con trỏ begin. Đấy. Bây giờ tôi có thể viết như này. IT chính là cái iterator ở phía trên đấy. Tôi không viết lại cái iterator này, khai báo lại đấy nhé. Tôi viết luôn là bằng mp.begin. Đấy. Thì có nghĩa là cái con trỏ IT nó cũng trỏ ở đây. Cũng trỏ ở đây. Thì đó là sao IT chấm phớt. Nó chính là một. Sao IT chấm second nó chính là 4. Đấy. Thế còn con trỏ n là con trỏ nào? Con trỏ n ấy nó không phải là con trỏ này đâu. Con trỏ n này là con trỏ cuối cùng nhưng mà nó lại không trỏ ở đâu cả. Đấy, con trỏ n ấy thực chất nó là cái con trỏ trỏ phần tử sau phần tử cuối cùng này. Sau cái con trỏ cuối cùng này. Nó trỏ ra một cái chỗ vùng nào đó không có gì cả. Đấy, cái con trỏ n ấy nó sẽ trỏ một cái vùng nhớ mà không trỏ ở đâu cả và nó nằm ngay đằng sau cái con trỏ cuối cùng ở trong cái map này. Đấy. Thì đây chính là con trỏ n. Chính vì vậy mà chúng ta muốn lấy con trỏ, muốn lấy cái giá trị ở phần tử cuối cùng này này thì đầu tiên chúng ta phải viết như này. IT bằng MP chấm n thì nó nói cái IT nó nằm đây. Sau đó chúng ta phải viết IT trừ trừ tức là trừ bằng 1. Trừ 1 tức là con trỏ IT nó lại dịch vào đây. Lúc này IT nó lại dịch vào đây. Khi đó thì chúng ta mới có là sao IT chấm first và bằng 2 và sao IT chấm second bằng 7. Đó. Nha, chúng ta nhớ nhé. Muốn lấy cái phần tử cuối cùng ấy thì chúng ta dịch cái con trỏ này vào bên, chúng ta lấy cái con giá trị n sau đó chúng ta dịch con trỏ là một đơn vị thì nó sẽ ra phần tử cuối cùng. Thì cách mà chúng ta dịch con trỏ là chúng ta tăng thêm một đơn vị là dịch sang phải, dịch sang giá trị lớn hơn, giảm một đơn vị thì sẽ dịch sang giá trị nhỏ hơn. Chúng ta có hai ba hàm nữa thôi để chúng ta chuyển sang Python một chút, không thì sợ các thầy cô bên Python cũng sốt ruột. À, đó là hàm xóa. Chúng ta chỉ cần viết là mp chấm eraser x hay là cái key, chúng ta nhớ là cái key chúng ta phải xóa đó. Tất cả đều thông qua key chứ không thông qua được cái value. Tôi lưu ý tất cả đều đều được thông qua cái giá trị key, giá trị key của nó. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn xóa phần tử một đi, chúng ta chỉ là mp chấm eraser cái key là một thì nó sẽ xóa cái m cái key này đi. Đấy. Rồi. À, chúng ta sẽ có tiếp là hàm g, hàm tìm kiếm. Bây giờ lại giả sử là không không bị xóa, giả sử không xóa đi. Hàm tìm kiếm nhé. Thì bây giờ chúng ta giả sử là chúng ta sẽ có hàm tìm kiếm, nó chính là hàm
phớt file, xin lỗi, không phải hàm phớt mà là file. Đấy, tìm kiếm mấy phần qua cái kia chúng ta lưu ý đấy. Ví dụ là chúng ta có viết là IAT bằng mp.file của hai. Đấy. Thì cái IT nó sẽ trỏ luôn vào đúng vị trí này. Sẽ trỏ đúng vị trí này. Đấy. Thì muốn lấy giá trị của first thì chúng ta là sao IT.first, sao IT.second lấy giá trị ra. Tuy nhiên nếu chúng ta viết là IT bằng mp.file của 9, tức là cái key trong này chúng ta thấy là cái giá trị 9, cái key bằng 9 là không có, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu rằng lúc này ấy, nó chính là bằng mp.end, tức là con trỏ này lúc này nó trỏ đúng vào cái vị trí cuối cùng trỏ con trỏ end. Đấy, cái cách tìm kiếm nó sẽ như thế. Một cái hàm cũng rất quan trọng khi chúng ta sử dụng tiếng Pháp tìm kiếm nhị phân, đó là hàm lower bound và upper bound. UND. Lower bound và upper bound. Ví dụ là chúng ta đang có MP nó bằng như này. Thì chúng ta sử dụng hàm, ta có IT bằng mp.lowerbound thì nó sẽ ra cái gì? Của 3. Của 3. Đấy. À, chúng ta hết là trước hết là chúng ta sẽ nói cái key trước vội, à, chưa chưa nói đến cái cụ thể key này. Thì cái đó ấy, cái con trỏ IT sẽ trỏ vào cái phần tử có key nhỏ nhất, có key nhỏ nhất nhưng vẫn lớn hơn, à xin lỗi, à, đúng rồi, đây chúng ta thay chỗ này bằng khóa là x gì đi, xong rồi chúng ta lại không hiểu nhỏ nhất nhưng mà vẫn lớn hơn bằng x. Đấy, có cái key nhỏ nhất nhưng vẫn lớn bằng x. Chúng ta vẫn nhớ là cái key này chính là cái giá trị là những cái first này nhé. Đấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có là mp it bằng mp chấm lowerbound của 3. Đấy, của 3. Thì nó cái it nó sẽ trỏ đúng ở đây. Vì nó lớn hơn hoặc bằng mà. Đúng bằng như vậy, và vẫn có trường hợp xảy ra bằng như vậy, cái IT nó trỏ đúng ở vị trí này. Thế còn nếu IT bằng mp.lowerbound của 4 thì cái IT nó sẽ trỏ ở đây, vì lúc này nó sẽ không xảy ra số bằng được vì không có số bằng số 4 trong này, như này nó sẽ lấy dấu lớn hơn. Như vậy cái số mà nhỏ nhất, cái giá trị key nhỏ nhất lớn hơn bằng 4 thì là giá bằng giá trị 5 này, thì cái IT nó sẽ trỏ ở đây. Đấy. Rồi chúng ta nói tiếp cái hàm upper bound. IT bằng MP. MP chấm upper bound. Thì là sẽ IT sẽ trỏ vào phần tử có key nhỏ nhất
nhưng mà lớn hơn hẳn bằng, lớn hơn hẳn x luôn, lớn hơn hẳn x luôn. Đấy. Ví dụ lúc này là IT bằng MP của upper bound của 9. Thì khi đó cái IT nó sẽ trỏ ở đây này. IT nó sẽ nằm ở đây. Chứ nó không trỏ ở đây nữa. Nó lớn hơn hẳn 9 luôn. Đấy. Thì cái hàm tìm kiếm này nó sẽ giúp chúng ta trong cái việc thì sử dụng hàm tìm kiếm nhị phân. Đấy. Được chưa? Rồi. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ quay sang một chút về kiểu kiểu disk. Kiểu disk thì nó ít hàm hơn kiểu từ điển disk. Đối với kiểu đích thì chúng ta sẽ có cái cách khai báo và gán luôn giá trị. Như sau này, chúng ta sẽ kiểu đích này thì tôi sẽ viết tắt nó là DT, là viết tắt của cái từ D này và chữ T cuối cùng. Đấy. Thế thì chúng ta có thể khai báo nó như này. DT bằng mở ngoặc khóa 1 key key 1 value 1 key 2 value 2. Đấy. Và lưu n. Ví dụ tt sẽ bằng một, à không, là chỗ này là không không phải là ngoặc như này mà là chúng ta là dấu hai chấm, không phải là dấu phẩy này mà là dấu hai chấm nhé, quên mất. Hai chấm nha. Ví dụ 1 2 chấm là toán. 2 2 chấm lý. 3 2 chấm hóa. 4. Thế thì key của chúng ta sẽ là 1 2 3, còn value sẽ là toán, lý và hóa. Nếu chúng ta muốn khai báo cái này rỗng, khai báo một cái list, một cái từ điển rỗng thì chúng ta sẽ viết như này. Đấy. Bây giờ chúng ta muốn lấy truy cập vào phần tử trong list, truy cập phần tử này, chúng ta có thể truy cập là chúng ta viết là ví dụ DT, ví dụ như x gì bằng DT của một như ở trên này, thì chúng ta sẽ có ngay, chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ có x gì nó chính là bằng toán. Đấy. Tức là chúng ta đang truy cập thông qua cái khóa, truy cập thông qua khóa.
À, bây giờ chúng ta muốn in in ra các giá trị của cái từ điển. Đây là duyệt từ điển nhé. Chúng ta sẽ duyệt thông qua khóa của nó. Thế để duyệt thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ cái DT chúng ta đang như này. Chúng ta sẽ for x in DT. Thế như này. Có nghĩa là chúng ta đang sử dụng khóa để chúng ta duyệt. Sau đó chúng ta print ra khóa x và giá trị của khóa là DT của x. Đấy. Thì lập tức các cái nó sẽ liệt kê. Nó sẽ liệt kê ra là một toán, hai lý, ba hóa. Nó sẽ liệt kê ra. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ dùng cái duyệt từ điển là chúng ta sẽ dùng cái lệnh này. Tất nhiên chúng ta có nhiều cách, nhiều lệnh để duyệt từ điển, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cái cách này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có hàm len của DT để cho ra kích thước. Cho ra kích thước. Đấy. Ví dụ len của DT trên này thì cho ra bằng 3. Kích thước nó sẽ bằng 3. Đấy. Thêm một phần tử vào trong DT, thêm. Để thêm một phần tử vào ấy thì chúng ta sẽ viết như này là dt của key bằng value. Đấy. À, trong trường hợp nếu như ta lấy ví dụ như là dt của 4 thì bằng sin. Bằng sin. Thì lập tức là cái DT của chúng ta sẽ có là 1 2 chấm toán này. 2 2 chấm lý này. 3 2 chấm hóa này. 4 2 chấm sin này. Đấy, nó sẽ thêm vào. Nhưng nếu chúng ta viết là DT của 1, sau đó chúng ta viết là DT của 1 bằng văn, thì lập tức cái DT của chúng ta sẽ trở thành là 1 2 chấm văn 2 2 chấm lý. Tức là nếu như mà cái key này đã có sẵn rồi ấy, thì nó sẽ thay giá trị này, thay cái value. Đấy. Rồi, chúng ta có xóa. Xóa phần tử thì chúng ta dùng cái phương thức pop. Và chúng ta sẽ xóa đi. Xóa đi cái phần tử có key bằng giá trị này. Đấy. Thế còn muốn chúng ta muốn xóa một cái phần tử của cuối cùng. Chúng ta muốn xóa phần tử cuối cùng trong này ấy, là chúng ta sẽ viết là dt chống pop item. Thì nó sẽ xóa phần tử cuối cùng. Trong DT. Đó. Một cái phép toán mà chúng ta cũng hay dùng đó là phép toán in. Ví dụ như là key in DT sẽ trả ra bằng true nếu cái khóa key này thuộc DT.
và trả ra phone. Nếu khi không thuộc DT. À, chúng ta có một cái phương thức cũng hay dùng đến là phương thức ghép. Ví dụ là DT chấm ghép của key. Cái phương thức này nó cũng trả ra nó bằng none. Nó sẽ trả ra none. Nếu như key không thuộc DT. Đấy. Có lẽ là không cần đâu, những thầy cô nào mà đã học C bằng cộng thì có lẽ chúng ta không cần ở lại nữa. Tí nữa mình sẽ gửi bài tập nhé. Tí nữa sẽ gửi bài tập nhé. Chúng ta chắc là sau mỗi cái lệnh này là chúng ta nghỉ thôi. Sau là buổi sau chúng ta sẽ thực hành làm dần dần. Năn này. Và bằng giá trị, bằng value. Nếu key không thuộc DT nữa. À xin lỗi, chỗ này là trong trường hợp này là bị ngược nhỉ. Để không thuộc chứ. Không thuộc DT, còn cái này là thuộc DT. Đấy. Thế thôi, thế là chúng ta đối với cái kiểu từ điển ở đây chúng ta sẽ dùng như thế nhá. Thế thì thông qua hai cái kiểu map và kiểu dict này thì đối với C cộng cộng ấy chúng ta tôi vẫn khuyên các thầy cô nên dùng map. Để chúng ta cần dùng trong trường hợp mà chúng ta không cần dùng map thì chúng ta không nên dùng, vì map chạy thực ra nó cũng tương đối chậm, không không nhanh đâu, không nhanh đâu. Ví dụ như bài này mà chúng ta thực ra bài này hoàn toàn chúng ta dùng map chúng ta giải quyết nó đâu nhỉ, cái bài quay lại cái bài từ đầu chúng ta dùng map để giải quyết nó đấy, nhưng trong trường hợp mà dữ liệu nó lớn thì dùng map cũng sẽ bị chạy chậm. Các thầy cô phần phải lưu ý được đó. Dùng map sẽ không, nếu như bài này chỉ kết thúc ở chỗ này, nếu chỉ dừng ở đây, lấy vào tôi code thì tôi sẽ dùng mảng đánh dấu như ở đây, dùng mảng lùa vào chuồng như ở đây. Nhưng mà nếu mà nó phải có như này ấy, thì có thể tôi sẽ dùng thêm, đó là dùng map hoặc là dùng kiểu từ điển. Đấy. À, thôi, có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng đây đã nhé. À, các thầy cô nhớ là chúng ta sẽ đăng ký ở đây và chúng ta yêu cầu vào nhóm. Được Thầy rồi. ơi, thầy cho cái code C sử dụng map đi ạ. Cho code C sử dụng nhé ở bài số 3 là bài của chúng ta đang làm học đấy á, cái bài lùa vào Vâng, lúc nãy thầy chưa cho à? có sợ muộn quá không? Với lại đây này, cái này thầy thầy ấy à, thầy chụp thầy cho lên nhóm nhỉ? À? À cái này cái gì? Vâng, với lại theo em nghĩ là thầy có thể nghiên cứu xem là có thể tách riêng lớp C, có thể tách riêng lớp 2 lần ra được không? Thì mình đã nói ngay từ đầu rồi, mình đã nói ngay từ đầu là mình không có thời gian để mình tách riêng.